Cái này em vừa dính thêm em nữa các bác ơi. Sáng là nó đậu bò đuổi, vừa mới đuổi xong. Dính đây. Nhà đây lại được hai chích các. Kia một con nữa. Hai con. Đây em cỏ trắng mới tè nhá. Ui. Quả bợ này đi quá nhiều các bạn. Chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 đây. Sáng giờ ngồi ngắm quả bợ nó bay các bạn. Vừa gặp đàn mấy chục. Quả bợ đi nhiều. Quả trắng này, em dính được mấy con. Đây này. Đây một con đó nhé. Bên này đằng kia một con nữa. Mấy ở phía ao bên này cũng có một con. Chung là quả trắng thì em hôm nay em chưa mở được loa không. Nếu mà có loa là cũng khả năng cũng được. Nhiều ấy. Vừa có cái con vừa mới mắc đây, con này vừa mắc xong rồi. Có tụp có đến mấy con mà sáng sáng rồi nó cứ trao ở đây, nó vào được một con, nó lại chạy. Không có tiếng này là nó lên, nó không xuống nữa. Nó lụt hỏng mất mấy bộ đầu, loa này cũng chưa làm lại được ạ. Không mở được tiếng. Đây nay thì được mấy con trắng. Bên kia ở phía âm kia thì cũng có được thêm một hay là hai con chích gì đấy. Quả hương này bắt đầu thấy ra nhiều quá nhá. Báo chim bắt đầu đi mạnh đấy. Quả hương thì dính mấy con. Chìm được các nhá. Đây dính một chích này. Đây mới là con cỏ trắng với con te bên này các. Con vạc này nó lượn từ sớm đến giờ mà nó toàn đậu cây các, khôn quá. Anh mãi nó không xuống. Nó cứ vào cây không để ý ra thấy nó lại bay lên. Quả bợ đấy các biết các nhìn thấy không? Đây. Bợ này đi ngập trời luôn, quá nhiều. Vạc ấy. Không có tốp nào đấy, chắc các bác trước bắt hết rồi sao? Nhờ không gặp. Rồi để giờ em đi ra gỡ chim nữa thôi nhé.